Xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay thì chiếc lòng dự kỳ sẽ mang đến cho chúng ta những điều gì vậy ta? Wow, nhìn nè. Wow, có một cái bánh sushi, một hộp slam và một hộp slam nữa. Các bạn ơi, và chiếc lòng kỳ diệu đã cho chúng ta một hộp sushi nè và một cái hộp slam. Hình như đây là slam tuyết, còn có hai con mắt nữa. Và đây cũng là một hộp slam nữa, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng cho thử cái món quà này nha. Đi thôi. Và đây chính là một cái bánh sushi có hình con He-Man ở trên đây nè. Không, hình như đây là con bạch tuộc. Còn đây là cái bánh siêu thơm luôn. Wow, các bạn nhìn nè, nhìn nó dễ thương quá ha. Cái này thì khá là slow. Nhìn thì nó có một cái mặt ở đây, nó là một cái bánh. Ở trên này là một cái dãy ngân hà nè. Ở trên đường con bạch tuộc này thì có màu hồng, màu tím và màu xanh. Các bạn ơi, thôi bây giờ thì mình tạm bỏ qua sushi đi. Chúng ta hãy cùng đến với slam. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi slam. Ở trong này có hai con mắt nè. Hình như đây là chance của nó. Thì mình sẽ để hai con mắt ra ngoài trước. Mình sẽ bắt đầu chơi thôi. Ở trong này có một mùi nho rất là thơm. Mà nhìn tới cái slime này thì mình lại liên tưởng tới lại một cái là blueberry. Nhìn nó giống y chang blueberry luôn á. Đây là một slime cloud. Slime này khá là tơi và có một mùi rất là thơm luôn. Cặp mắt nè. Cái này có một cái màu xanh nhìn rất là đẹp luôn. Mà theo mình nghĩ là màu xanh này được làm từ xanh da trời nè, xong rồi pha với màu tím thì sẽ ra màu này thôi. Và thôi, chúng ta sẽ tới với slime tiếp theo nha. Đây chính là hộp slam tiếp theo. Mình sẽ mở ra xem thử nha. Wow, ở trong slam này còn có những hạt sugar nữa nè. Slime này có một mùi đào cực kỳ thơm luôn. Thơm mà theo kiểu là mình muốn uống trà đào ngay lập tức luôn á. Nè, trong cái slime này còn có một cái charm hình con unicorn. Đây, mình cực kỳ thích ngựa luôn. Mình sẽ để cho cha mẹ ra ngoài. Cái slime này khá là bóng. Ở trong này còn có những hạt kim tuyến nè, có hạt sugar nữa. Ở đây thì nghe tiếng rất là clicky luôn. Và đây chính là mình ở trong cái slime này, chúng ta có một hình con unicorn đây nè, một con nữa. Wow, nhìn cái này thì giống như là strawberry cheesecake, nhưng mà mùi thơm của nó thì là một mùi đào
rất là đã luôn. Và tới đây chương trình cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần sau nha.